kiếm vô rồi tôi ở đây với thằng luôn. À, cũng là cũng cái duyên tới luôn nha. Whitsanu, cái này là khi mà giám định là ở đâu giám định được cái tên chứ? Ở Campuchia. À, mình qua Campuchia giám định hả? Dạ. Dạ. Cái cánh tay lại được cái cánh tay mà mấy đứa bé nhặt được là có dán lên luôn không hay để rời riêng hả chú? À gắn vô luôn nghe, dán lại nha. Giờ là chưa tìm được cái cầm tay ở trên cái bàn tay. Ý là mà đào xuống sâu không vậy chú? Trâu lên trâu lên. Vậy nó nói cái mưa. Nó như đất. Nó lại thước như nhỏ thì mình vô hết rồi đó. Cái này nó ruộng, còn nhầm nó ở dưới cái đìa. Không, cái này mình đi ngay chơi chỗ rồi không cần nghe nấu nữa. Giờ mình đi tới chỗ rồi. Cái này là gốc của Campuchia luôn hả chú? Mới đúng, tại vì ở đây là của Khmer thì của Campuchia mới hơn. Nhiều người nói là của Thái Lan hay của Ấn Độ. Dạ. Có cái đó, cái dĩa ổng cầm trên tay đó nè. Còn bên nữa.
cái kiểu như của Thái Lan là thành bún mà, cái này là thành bún tay chứ không là bún mặt. Này gọi là như bún tay. Giờ mất tôi chưa tìm được. Tại vì mới có mấy tháng lại cái dưới đó. Tâm nước mưa. Nhưng mà dùng nguyên cái tượng dễ tìm cái cần tay hơi khó tìm. Nhỏ. Xong rồi. À. Dầu dừa hả chú? Dầu dừa hay là nước sơn? Dầu dừa. Dạ. Nói quay muỗng trước cánh biển. Nhưng mà cái ban đầu bản gốc là màu đen vừa luôn hả chú? Màu đen vừa luôn. Màu đen, coi như là mình nấu sơn nha, chỉ sức dầu dừa thôi nha. Hồi nổi lên cái màu hơi vàng vàng á, bị phèn á. À, dạ. Rồi mới rửa ra ha. Dạ dạ. Dạ. Đá này không biết mấy ngàn năm rồi. Dạ. Là đá hay là gạch chú? Đá. Đá hay? Đá đen luôn. Dạ, đá đen luôn hả? Dạ. Ồ. Tại vì nhiều chuyện rồi vô là tham vấn. Dạ. Cái khúc tay là khúc nào? Khúc tay tìm được sao á? Là khúc này hả? Khúc tay tìm được sao là bên kia cả. Dạ dạ dạ. Tại vì con thấy là đi đến Thái Lan thì cái tượng thần cái kiểu mà người gọi là giống ông tiêu của mình á, nhưng mà cũng cái kiểu là cái tay cầm này, tay này tay cầm cái cầm cái cây này cái y chang vậy, chỉ có gương mặt khác thôi. Dạ. Nè chứ nó là thành Vishnu. Vishnu cái này là cũng như mình điều tra được rồi nha. Dạ. Vishnu cái gương mặt đạo mạo nha, bằng đá đen. Nổi lên có khúc mình không. Ủa, vậy là này mình dán lại nhiều khúc hả? Mình nổi lên kìa khúc mình bảy nha. À, rồi mình dán lại bằng xi măng hay là dán keo chứ? À dạ. Một tầng á, tầng sau là thấy cái bàn tay này. Dạ. Rồi tới cái tầng sau nữa là thấy bằng tay này bên đây. Dạ. Rồi là khúc bên đây. Dạ, coi như là không có nguyên dạng, mình ráp lại mới nguyên dạng. Dạ. Ở đất ngoài của người ta trồng lúa mỗi năm làm lúa đó. Trước cái biển đó. Ở phía trước cái dải lộ mình đi vô đó. Tại cái chỗ giờ đang trồng cái gì chú, đó đừng thấy trồng gì vậy? Trồng cây hồng nhung. Cây hồng nhung hả? Là làm vườn thượng giống như thượng nguyễn vậy đó hả? Dạ. Ngay trước khi chưa ngoài đi vô chưa gần tới chùa đó có cái ruộng. Cái tượng này cao cũng 1m51 là coi như nó gần tương đương bằng một người thật mình. Dạ. Mình ví dụ 1m6 1m7 thì cũng tương đương. Dạ. Dạ. Cũng 10. Dạ. Vậy là cũng cao. Có nghĩa là phát hiện từ đoạn chứ không phải là nguyên một cái pho tượng. Mình nhìn kỹ là có dấu dáng lại nè ha. Dạ. Bây giờ nguyện xin sao kìa tìm được cho cái bàn tay này nữa cho đủ bộ luôn. Xin sao không? Dạ. Nếu mà thần linh thì thần chỉ cho. Bác người dân ở đây nó phát hiện ra ta để về cho nó tròn vẹn để thờ thì cũng học hỏi được ước nguyện nha, lưu ý được quý vị chiêm ngưỡng pho tượng mà ở chùa Bốn Mặt người dân ở Sóc Trăng để phát hiện ra là cổ vật mấy trăm năm rồi nha. Thì hiện tại là được dán lại bằng keo chứ không phải là khi phát hiện không phải là phát hiện được nguyên tượng mà là phát hiện
kinh thành đó. Thì hỏi lại chú này nói lại cho cả nhà mình nghe kỹ lại trong quá trình phát hiện được cái pho tượng thành tu nha. Được cái tượng này nè là lúc đầu là người dân mình hay là ở trong chùa phát hiện được người dân mình thưa người dân cũng ở chùa phát hiện người ta biết cái đó là cái gì thấy lạ phát hiện lên mấy tượng nhất nhỏ nhỏ tắm mưa dặn điều 4 giờ không thấy thấy rồi chạy về nhà kêu ba mẹ nó trong mà con ma nhát con ba mẹ nó lại coi kêu ba mẹ lại coi thấy cái gì nó cùng nhau nó thấy nó dớt lên nó thấy cái gì trên đầu hay là cái mình ở dưới bụng mình nó ngồi ông nổi lên ông nằm á nó nổi khúc vậy đó như cái khúc ở dưới thân vậy thôi nha rồi dớt lên đóng nữa gì nó kiêng được chưa chặt luôn dạ chưa chưa như đây nha dạ rồi xong rồi mới phát hiện ra từ 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 móng móng cách nhau khoảng 1 tuần mới phát hiện được móng tuần mới thấy tay một tuần thấy khúc tay một tuần thấy khúc tay có nhiều tuần lắm mới đủ nhân thần vậy là coi như là phát hiện ra nó mấy lần nó mới được cái gì cũng nhiều tuần lắm ráp lại nha ráp lại nó thành một cái từ còn cái bàn tay nữa cũng gan mà tình tổn mấy cũng nguyện xin cho cho người dân hoặc là các sư đại quý các chú trong chùa phát hiện ra tìm được cái bàn tay để cho trọn vẹn chùa để cho thứ nhất là cái chùa được cúng thờ và tất cả các bà con ở xa phật tử ở xa đến để mà chiêm ngưỡng chiêm bái còn quan các bạn chú chú tin chú tin gì đi khách thầm mà chú là chú lợi đây thành sao tôi hả tôi từ thần nó nổi lên tôi kiếm vô tôi ở đây với thần luôn cũng là cùng cái duyên tới luôn nha chúc mừng người ở gần đây luôn nha cũng là cái phúc duyên con thay công cảm ơn chú nha cái này là thằng chú nói một lần nữa là thằng Wisanu cái này là khi mà giám định là ở đâu giám định được cái tên chú ở Campuchia mình qua Campuchia giám định hả cái tên như vậy cái từ chỉ là biết cái này đây là tượng mặt mặt cái tượng là phát hiện cái gì được giám định là tượng đá đen cái thật sự là chưa biết rõ là như thế nào mình chân u cảm ơn chú
bây giờ cái đập cái ngoài cổng đi, chạy lạc không thấy cái cổng, chạy trước bên kia luôn. Dạ. Yeah.